gì, lợi ích gì và không lợi ích gì khi ta ăn mít. Thì bà con cũng biết đó, mít á là nó rất tốt cho hệ miễn dịch, nó chống lại bệnh ung thư, hệ tiêu hóa, nó làm cho mắt, da tốt, năng lượng huyết áp, tim mạch tốt, khỏe xương, thiếu máu, nó rất tốt nha bà con. Nó rất tốt nè, bởi vì nó tăng cường được hệ miễn dịch, nó chống lại bệnh ung thư, tốt cho tiêu hóa, mắt và da, bổ sung được năng lượng, huyết áp, tim mạch, khỏe xương, thiếu máu, mà nó có hại cho những người đông máu, là những người này không được ăn á bà con. Đường huyết không được ăn, tiểu đường, bao bầu, giảm tình dục. Khi vận động mạnh, phải ăn sau khi ăn cơm 1-2 giờ mới được ăn mít. Mà ta nên ăn là 4 muối là đủ một ngày. Không ăn là người có gan nhiễm mỡ nữa nè, tiểu đường, suy thận, mãn kinh đó. Rang, nướng, bóc vỏ ăn là tốt. Còn hạt mít này mà nói là thôi cho trời ơi, nguy hiểm lắm, xì hơi thì cả làng phải bỏ chạy á. Mà ta ăn thì ta ăn được 5-6 hạt một ngày, ăn không được nhiều, ăn không hạt bỏ cái lớp vỏ ngồi ra. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn mít nha bà con ơi. Nhớ ăn hột cẩn thận nha, ăn hột là chỉ 5-6 hột thôi nha bà con. Còn ăn muối thì ta ăn được 4 muối nha bà con, 4 muối. Ôi bà con ta cố gắng vui vẻ mình khỏe bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi.